Kìa ông rất cái dứt kìa, thấy không, thấy không, thấy Trời không, ơi, thấy trời, anh không có mượn xa lô đâu, mượn xa lô đâu, say dữ vậy. Ôi chóng mặt thiệt. Giỡn quá, đi không đi mà đi say mà chóng mặt. Kìa tới công chuyện đó rồi. Mát à, mát à, mát à, mát à. Lạnh luôn á. Trời ơi, ở dưới đây là bao gió, bao mát luôn, bao lạnh luôn. Rồi cái gì? Bên. Cái gì đó, ơi trời ơi, hôi chân quá không? Ừ, bể xa xa đây, hú quá. Đã có cái tin hoàng của công thức tivi. Thì đó. Biết khán giả có cái tin hoàng công thức tivi bây giờ không ạ? Là ai bị hôi nách, hôi chân thôi nè, ai cũng sử dụng, ai cũng khen cái chân đó. Hết hôi chân rồi, bây giờ hôi cái đồ, cái đồ dày á. Rồi đồ dày hôi á. Ông giặt lại 2-3 lần rồi đó. Vậy hả? Phơi hoài không khô luôn. Phơi quát luôn. Hôm nay trời mưa nè. Biết sao không? Hôm nay á là do á là trời mưa liên tục nè. Phơi á, thí dụ mình phơi cái mình máng vậy nè, phải không? Thì nước nó vô. À, cái nó nở trong cái đế ra, cái nó lại hôi nữa. Thì mình đó. Hôi làm sao mình phải cầm cái đế xuống hoặc là cầm úp lại như nè. Đó, lại đi ra mặt trời cạnh như nè. Khoảng chừng 3 ngày 3 đêm mà là cái mặt đen thui chân rồi. Nói cái vụ vậy mà khử mùi giày á, anh cũng có cái cách khử mùi giày rất là hay. Kệ chị không đi. À, thí dụ mà cái đôi giày mình á mà mình nó giặt rồi, mình phơi nó khô rồi mà nó còn hôi phải không? Bỏ giấy vô. Chấm vô vài miếng dầu nước xanh. Ồ, à, đúng rồi, nhét vô. Rồi lấy cái bọc cột lại, cho chặt lại. À. Là hết chân mồ hôi, bảo đảm chầm chầm luôn. À, nó khử mùi. Ừ, nhưng mà ông phơi, em thấy phơi khử hoài mà còn ướt hoài là bị gì anh? Đây, phơi hoài mà còn nước không? Không đủ nắng hay sao á? Còn ướt, còn ướt nha em nè. Nó ẩm trong. Thì bây giờ mình sẽ có một cái cách phơi, phơi dày trời mưa, phơi dày làm sao là cho mau khô nhất có thể luôn. Bảo đảm em á, cái phơi cái kiểu anh á là mau khô cực kỳ, chứ còn phơi mà bình thường mà cứ máng máng lên kiểu nào thì ngay chỗ này nó rất là lâu khô, hoặc là mưa cái tạt vô cái nước vô nữa là nó không có khô. Chờ anh chút xíu đi để anh chỉ cho mà cả nhà mình được cái mẹo mà làm sao á, thứ nhất để khử mùi giày và thứ hai á là phơi giày cho mau khô cực kỳ mau luôn. À, mau hơn bình thường là gấp đôi gấp ba lần luôn á. Đó có công thức rồi, cái gì cũng giải quyết được. Đây nè, ta phơi đồ á, ta phơi đồ ta cũng có móc, mà phơi giày ta cũng có móc chứ. Đây nè. À, thường sao? Thường á, thường thường ấy anh em mà nó phơi giày hay móc gì nè, giãn cái công dây thứ là mạng giãn công dây nó rất là mau hư, và thứ hai nó bị động nước ở chỗ này nè. Muốn phơi chỗ này á, muốn phơi bằng cây móc á là mình phải bẻ cây móc. Bẻ cây móc à? Đây cây móc mình nó nằm vậy phải không? Bây giờ mình sẽ nắm hai đầu lại nè, mình bẻ ngược lên đây, bẻ ngược lên nè. Xoay cái đầu này ra chút xíu đây. Bẻ ngược lên vậy, bên đây mình bẻ lên vậy luôn. Đó, là để dành cái cây này chi, để dành phơi giày đây. Mình sẽ máng đôi giày mình vô. Hay vậy? Trời ơi, bởi vì đây. À máng. Đây tuyệt chiêu máng giày. Đó, máng bên này một chiếc. Vậy là căng hai chiếc, hai bên. Bên đây hai chiếc rồi. Phơi lên. Đó. Còn em máng lên mấy cái nhánh cây á. Gắn nữa, bởi vì máng nhánh cây. Nhưng mà là đây, cái kiểu này á, thường thường á là mình treo giày máng giày nó cũng rất là ok. Nhưng mà thứ hai ba biết sao không? Thứ nhất là nó bị nhăn ngay chỗ nè, hơi khô nó bị nhăn chỗ này. Đúng rồi. Và thứ hai á là nó lâu khô ngay chỗ cái đế, thường thường á là ngay cái chỗ cái đế nè. Cả nhà nhìn thấy nè, đó, nhìn cái đấy xuống nước nè. Còn nước gì? Nước không thấy không? Thì nó sẽ dồn cái nước xuống đây, thì ở đây nó sẽ lại lâu khô. Mà ngay cái chỗ gốc chân là cái chỗ hôi nhất. Đúng rồi, hôi gần. Bởi vì mình là phải thiết kế làm sao mà mình phơi giày và nó ụp xuống luôn. Rất là có một cái thế rất là đơn giản. Đúng rồi, có luôn không? Chị sẵn chỉ luôn đi. Sao không? Bởi vì rất là đơn giản, rất là đơn giản luôn. Tại vì mình nói là ngồi mà không có suy nghĩ ra thôi, để chỉ cho phơi giày bằng cái bọc. Cái bọc dục bỏ luôn hả? Ừ, mình bỏ lấy cái bọc mình á là để đôi giày vô mình phơi. Ghê vậy. Bảo đảm 100% là nó gõ sạch sẽ nước luôn. Ủa đây. Một chiếc bọc thì sao nó khô được ta? Sao không được, hồi nãy có đem cái bọc đây. Đây. À. À, mình phơi giày bằng cái bọc nha cả nhà. Nhớ nha, mốt là cái mẹo này mình lưu. Đây cầm liên không? Vậy mà tưởng tối quá khỏi bọc dục. Đồ đầu. Đây mình á là sử dụng cây móc, mình á là can ngay cái giữa cái bọc nè. Cái này giữa bọc phải không? Đó, mình đưa cái đầu cái móc lên, mình móc. Nè, mình móc vô đây một lỗ nè, cho nó lên nè, thấy không? Đó. Hả? Gì vậy? Nóng phơi chứ chị. Chưa hiểu ha, chưa hiểu. Ngu người vậy. Rồi. Đó, mình phành hai cái này ra nè. Đây. Đó. Thí dụ mà nó có ngay chỗ này nè, không được á thì bây giờ mình nó cho nó vô cái móc luôn. Nó cho lủng lỗ đây luôn. Rồi, bên đây cũng vậy. Nè, cho nó lủng hai bên hai lỗ luôn. Đó. Là nó được như vậy nè. Như cái áo nha. À, nó như dạng như cái áo vậy đó biết không? Thường thường ví dụ mà ai mà có cái mặt áo nào bỏ mình cũng phơi được luôn. Ừ. Bây giờ cầm lại dễ liên không? À, mình á là muốn mà phơi giày cho nó mau khô là bắt buộc mình phải phơi làm sao cho nó úp cái giày lại vậy nè. Đúng rồi. À, thì ở cái đầu nè, là mình luồn vô cái đầu giày. Hiểu rồi. Còn cái đế nè, đó thì mình đưa vô đây nè. Đó, rồi. Bảo đảm 100%. Phơi cực kỳ mau khô nha. Trời mưa mặc áo mưa cho nó. Đúng rồi.
Thí dụ mà mình á là có gặp trời mưa. Đây đây. Đây. Dạ. Mình nói gặp trời mưa cũng không sợ luôn. Đúng rồi. Thí dụ á là trời mưa nước nó sẽ tuôn từ đây xuống là xuống đế giày rồi nó tuôn ra luôn. Dạ. Nó không có vô đâu trong mình giày được. Ừ, vậy được như là dạng cái áo vậy đó, thấy không? Đúng rồi. À, cái kiểu này là không bao giờ xúc nha, cả nhà thấy nè, gió cực kỳ gió luôn. Nhưng không giờ xúc được. Thì á, gió mày tóc mày cũng đầy lạnh thiệt. Đây đây cầm giùm ơi. Để mình chỉ lại nha, đơn giản mình chỉ bằng cái bọc thôi. Ý, anh thức hay ta, ý tưởng hay nè. Ơi. Mày cứ tưởng thúi nó bỏ ra móc vô. Đây, móc vô ngay giữa. Đó. Tại vì á cái đôi giày á với cây móc nó không có vừa nhau. Đó. Nên nó là mình nhóm trên đầu nè. Đó, mình đưa vô nè, mình móc vàng lão cho nó gắt đi, cái bọc gắt bình thường có gì chân á. Nó đâu có nhiễu nước cho được đâu. Cái này là chống trời mưa luôn nha. Ui, cứng nha. Đây rồi, đó, anh Anh cầm giùm em lên. Bỏ lên rồi. Thôi. Xong mình á là đưa cái mũi giày vô đây nè. Đó, trời ơi, giày nhiễu nước nè, thấy không? Anh phơi hoài, càng phơi mình càng đưa thúi. cái mũi giày vô. Rồi xong. Hết thú chân rồi tới thú giày. À, xong rồi. Đó mình đưa cái đế giày vô. Đó. Đây. Đây mình đưa vô chỗ sâu chút xíu nha. Rồi. Rồi. Ok. Thì bao nhiêu nước là cả nhà thấy không? Nè phơi vậy nè. Nó nhiễu xuống luôn kìa. Bao nhiêu nước là nó sẽ nhiễu thẳng xuống luôn. Đúng rồi. Mau khô ha. Đấy vậy nè, là nó mau khô nhất có thể. Đúng rồi đó, cái này hay nè. Gió thổi thoải mái. Thí dụ có gặp trời mưa, nước sẽ từ trên đây nó sẽ tuôn xuống luôn. Dạ đúng rồi. Không bao giờ mà vô được cho đôi giày mình. Rồi. Và thứ hai á là phơi xong á là đôi giày mình thẳng gan à. Tại vì nó đâu có bị mấy cái đùng bị gì đâu. Đúng rồi. Còn nếu mà để dưới đất mà để ụp xuống như vậy thì nó sẽ dơ đôi giày. Đúng rồi, để đất ụp xuống thì dơ thì mình máng trên xào lên gì đó cũng được. Ôi cái vậy là cái này im mà. Đơn giản không? Lạnh luôn. Cái đôi giày mình giày. Đúng rồi, nước dần, nước dần, nước dần. Đừng có vũ quá. Đây. Mình máng vô đây nè, phải cho nó sâu vô chút xíu, tránh cái trường hợp á mà nó bị lọt ra. Đơn giản thôi, mình không nghĩ em thấy cứng mà, có gì đâu lọt. Rồi. Ok. Wow. Đơn giản. À thì cả nhà mình thấy mà mẹo mình có hay quá đó thì nhớ bấm like, subscribe cái kênh ủng hộ mình. Đây là cái mẹo mà phơi giày làm sao mà nó mau khô nhất có thể. Cái này mà phơi á, cái thời gian phơi á là nó nhanh gấp đôi bình thường luôn. Không ai suy nghĩ ra hết á. Phơi phải mấy ngày chưa khô nữa. Nè, được rồi nè. Nè, rồi đó. Vậy có anh nè. À, còn để em chỉ luôn cho. Nếu mà ai á mà bị cái tình trạng mà là phơi giày rồi xong mà bị có cái mùi hôi giày á cả nhà. Đúng rồi. À, để mình chỉ cho cái thử mùi luôn. Rất là hay, đơn giản nha. Mình kiếm cái bọc á. À, kiếm cái bọc vậy nè. Đó, xong mình bỏ chiếc giày vô. Là bọc là không có được lủng nha. Bọc lành. À, bọc lành. Rồi xong á là mình lấy giấy á, lấy giấy mình bỏ vô cái đây nè. Hồi nãy như anh hồi nãy nói với em. Đúng rồi. Lấy giấy bỏ vô rồi nhiễu là ba giọt dầu gió. Rồi xong á là cột kín cái miệng lại. Cột cho nó kín thiệt là kín cái miệng lại là cái dầu á là nó sẽ hết dần cái mùi hôi vậy, bảo đảm trong vòng á là khoảng 10 phút là hết hôi rồi. À. Tại vì người ta không biết nhưng mà mình là mình phơi nhiều khi mình cũng đem vô những người mình không buộc bọc á, cái hôi dầu nó bay ra ngoài chưa. Đúng rồi. Đó, quà thí dụ mai mà có bị hôi viêm cánh, hôi cánh nè, hoặc là hôi chân á, mà hôm nay mình có chia sẻ cả nhà một cái tin của phèng của tin phèng chua của Công Thức TV, chị viêm cánh hôi cánh cực kỳ hay luôn, một ngày chỉ sử dụng một lần thôi. Chỉ cần tha luôn cái trà vô nách, nó thí dụ hôi chân, trà vô chân, một ngày một lần.